Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Aquahelp Spake tham gia dự án này đó này, thì mọi người sẽ vào link dưới phần cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ đơn tự động cầu cho mình nhé. Vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu mình. Rồi thì mọi người sẽ nhập mã cấp ra, bấm. Rồi, bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Đầu tiên là Telegram Staff. Rồi vào kênh Group Telegram. Mời tham gia. Ok, đúng chat 14. Rồi quay trở lại. Bấm đôn cho mình. Tiếp theo là follow kênh Twitter. Mời mở kênh Twitter lên. Follow. Bấm theo dõi này. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào đôn cho mình. Ok. Tiếp theo là retweet là bài đăng này. Cái bài đăng này mọi người retweet lại. Bấm thích này, sau đó retweet lại. Ok, quay trở lại. Bấm đôn. Rồi, copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ được gửi vào đây. Ok, tiếp theo là kênh Instagram, mọi người sẽ mở lên. Follow kênh Instagram. Bấm theo dõi. Rồi, sẽ quay trở lại. Bấm vào đồn. Like bài post mở kênh Instagram lên. Mọi người like bài này cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào đôn. Send. Copy profile link kênh Instagram của mọi người gửi vào đây cho mình. Mọi người xóa cho mình chữ Elon Musk này. Mọi người dán username kênh Instagram của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp theo là nhiệm vụ Facebook, mọi người mở lên. Ở đây mọi người follow kênh like và follow kênh Facebook. Bấm theo dõi cho mình. Sau đó quay trở lại. Bấm vào đôn. Rồi. Like bài post này cho mình nhé. Ở bài post này, bấm thích cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào đôn. Ok. Tiếp theo copy profile link kênh Facebook của mọi người. Quay trở lại Facebook cho mình. Sau đó bấm phần ba gạch. Bấm phần avatar. Bấm phần ba gạch tiếp tục. Sao chép profile link kênh Facebook của mọi người. Sau đó gửi vào Telegram. Ok. Tiếp theo là bấm submit data. Ở đây mọi người giờ để gửi địa chỉ ví ETH ở trên ví trust wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Và để sao chép địa chỉ ví Binance cũng được nhé. Sau đây gửi vào đây. Ok. Và cuối cùng mọi người bấm referral link, mọi người sẽ copy link này mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token hoặc entry nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video vừa đồng hướng dẫn mọi người dự án nhận được token đến từ Aquahelp. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.